Nhận định bóng đá Manchester United với AS Roma. 2 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2021, Manchester United chạm trán AS Roma là trận bán kết lượt đi của Europa League mùa giải năm nay. Chủ nhà được đánh giá cao hơn và có thành tích đối đầu ấn tượng, nhưng đội khách cũng sẽ quyết tâm để hướng tới một danh hiệu. Liệu đội bóng nào sẽ có được lợi thế sau khi 90 phút khép lại? Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester United vẫn thể hiện những màn trình diễn cực kỳ đẳng cấp ở ngoại hạng Anh cũng như UEFA Europa League. Điều đó được thể hiện qua những chiến thắng cực kỳ ấn tượng và đầy hứng khởi của Quỷ Đỏ tại hai đấu trường này. Thầy trò huấn luyện viên Solskjaer được coi là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch ở đấu trường Cúp C2. Trong bối cảnh mà những ứng viên khác đều đang gặp nhiều khó khăn, ở trận đấu tới đây, họ được thi đấu trên sân nhà và trước đối thủ quá quen thuộc thì mục tiêu sẽ là thắng lợi cách biệt trước khi làm khách lượt về. Phong độ của Manchester United đang khá ấn tượng với 7 thắng, 2 hòa và 1 thua ở 10 trận gần đây trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, chủ nhà đã chuẩn bị không tốt cho trận đấu này khi hòa Leeds United. Hàng công của họ đang nhả đạn khá tốt với 10 bàn ở 5 trận mới nhất. Trong khi đó, hàng thủ chỉ phải nhận có vỏn vẹn 2 bàn thua ở cùng thời điểm. Sân Old Trafford đang mang đến điểm tựa khi Quỷ Đỏ có 4 thắng và 1 hòa trong 5 lần đón khách mới đây. Nếu duy trì được phong độ cao thì Manchester United hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ ngay trên sân nhà. AS Roma nhìn chung không có được phong độ quá cao ở sân chơi quốc nội Serie A. Tuy nhiên, bộ mặt của họ ở đấu trường châu lục UEFA Europa League lại là cực kỳ khởi sắc. Không phải nhận thất bại nào kể từ khi vòng knockout diễn ra cho tới nay. Trận đấu tới đây, phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ đánh giá cao hơn thì một kết quả hòa hay có được bàn thắng trên sân khách là điều đội bóng này hướng tới. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện của Serie A chỉ có 1 thắng, 2 hòa và 2 thua. Đội khách vừa đón nhận thất bại với tỷ số 2-3 trên sân của Cagliari. Hàng công của đội bóng này vẫn nhả đạn đều đặn với 6 bàn vào lưới đối phương. Còn hàng thủ thi đấu không chắc chắn với 8 lần vào lưới nhặt bóng cùng thời điểm và đó là nguyên nhân khiến đội khách không có được kết quả tốt. Sân khách đang mang đến nỗi buồn nhiều hơn cho AS Roma khi đã thua ở 3 trên 5 chuyến hành quân xa nhà mới nhất. Lực lượng kém hơn và thành tích không tốt thì quá khó để đội khách hy vọng vào kết quả tốt sau 90 phút. Chủ nhà được đánh giá cao hơn ở cuộc so tài này. Theo tỷ lệ kèo châu Á thì chủ nhà chấp đội khách một cả trận. Trong lần ghé thăm Old Trafford mới nhất, AS Roma đã thua với tỷ số tối thiểu. Chuyên gia nhận định niêm yết tỷ lệ kèo tài xỉu cả trận là 2.5 và người chơi nên chọn cửa tài cho màn đụng độ sắp tới. We'll be right back.